kênh điện tử Giao Phát. Xin chào anh chị ạ. Video lúc này kênh tự Giao Phát chia sẻ với anh chị về những cái dòng cân điện tử có độ chính xác cao 0.01g. Thì với cái độ chính xác cao 0.01g á, thì chúng ta là có dòng cân phân tích, cân trong phòng kỹ thuật, trong phòng nghiên cứu á. Còn ngoài ra nó có cái dòng cân là gọi là cân tiểu ly mini bỏ túi. Thì video lúc này thì cân tự Giao Phát sẽ chia sẻ với anh chị về tất tần tật về những dòng cân này để anh chị sẽ nhận định cái cân nào nó sẽ phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của mình anh chị ha. Rồi sau đó mình sẽ đưa ra một quyết định chọn mua nó đúng đắn hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm về những cái dòng cân tiểu ly mini bỏ túi ha. Thì cân tiểu ly mini bỏ túi á thì có nhiều hình dáng lắm, từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất, rồi từ 100g cho đến 200g hay là 500g, có đầy đủ cả. Thì tùy theo cái mục đích sử dụng hay cái mục tiêu sử dụng của mình thì mình có thể chọn cái dòng cân nào đó nó phù hợp nhất ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan tâm đến dòng cân APTB 445. Đây dòng cân là vì sao gọi là cân APTB, tại vì cái hình dáng của nó đó. Mình thấy ha, nó là có giống như máy nghe nhạc á, cho nên gọi là cân MP3 hay là cân máy nghe nhạc. Đây là dòng cân nhỏ gọn nhất nè, nó nhỏ bằng hai ngón tay hoặc là nhỏ bằng như hộp quà diêm á. Rồi rẻ thì nhất ở bên cân tự Giao Phát. Này, nếu mà anh chị cần một cái cân nó bền hơn thì anh chị sẽ quan tâm đến dòng cân APTB 453 này, hay là gọi là cân màn hình trắng này. Một số anh chị khi mà mua quen rồi hay gọi là giao cho anh một cái cân nhỏ nhất màn hình trắng nha, là nó đây nè. APTB 453 nhỏ nhất mà bền nhất. Rồi nếu mà anh chị cần một cái đĩa cân có cái đĩa cân nó rộng hơn, nó lớn hơn thì mình có thể quan tâm đến dòng cân này. Thì với cái dòng cân này nè, cái đĩa cân nó cong lên á, mình có thể lấy nó mình để ngược lên như ngửa lên như thế này, rồi sau đó mình đổ bột hay dung dịch vô mình cân, nó dễ dàng hơn, nó thú vị hơn vậy ha. Thì cân này nó cũng có cái nền sáng trắng luôn, cho nên ban tối mình vẫn có thể cân được thoải mái. Rồi kế tiếp tới những anh chị nào mà cân mũ cao su á thì hay mua cái dòng cân này nè. Đây là cân bóp két ha, bóp két này bóp két 3 pin nha anh chị. Nó khác với một số cân trên thị trường là chỉ có 2 pin thôi, đó là cái đặc điểm nhận dạng ha. Nhưng mà thực tế bên trong nó cấu tạo nên cái cân nó khác nhau lắm. Nếu mà anh chị quan tâm đến bền và có đi cân lớn để sử dụng trong một cái mục đích kinh doanh cụ thể như cân mũ cao su thì anh chị có thể quan tâm đến dòng cân bóp két 3 pin này. Rồi nhưng mà dòng cân bóp két 3 pin này thì không có ánh sáng đèn nền cho nên ban tối hơi khó thấy. Mình muốn cân thì mình bật cái đèn led của điện thoại lên đọc số. Ví dụ trong rừng cao su ban tối thì mình muốn đọc số mình sẽ làm vậy, hơi bất tiện đúng không? Anh chị sẽ nghĩ ngay đến dòng cân battery này, được mệnh danh là cân điện tử 200g bền nhất. Ở trên YouTube thì có nhiều video clip khen cái dòng cân này rồi ha. Giờ cân tử Giao Phát không có lặp lại, không có khen lại nữa. Nhưng mà anh chị thấy đó, khi mà cân xong mà đóng nắp lại thì cân này nó được bảo vệ đĩa cân nè, mặt hình nè, hay bàn phím nè. Khi mà đóng nó lại thì nó ngăn cái độ ẩm nó tác động tới cân luôn, cho nên thực tế cái cân này nó bền lắm. Rồi mà nếu mà anh chị đang cần một cái dòng cân tiểu ly mini vào túi mà linh động á thì anh lớn hơn nữa, thì anh chị có thể quan tâm đến cái dòng cân Notebook 1108 này. Phần lớn anh chị nào ở dưới Cà Mau, cân cua giống thì mọi người sẽ truyền tay nhau sử dụng cái mẫu cân này đây, Notebook 1108. Cái đĩa cân nó lớn 11cm dù mỗi cạnh là bàn phím to, màn hình cũng rất là to, dễ đọc, dễ dàng mà đọc số khi mà cân trong điều kiện thiếu sáng hay trong tối. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại một vòng về những cái dòng cân tiểu ly mini bỏ túi ha. Đây là dòng cân EP3 nhỏ nhất và giá rẻ nhất. Đây là dòng cân APTB 453 màn hình xanh trắng, nhỏ gọn nhất mà bền nhất. Đây là dòng cân CCT 100g, đĩa cân cong lên thú vị nhất. Đây là dòng cân bóp két 3 pin được sử dụng trong phần lớn trong mũ cao su. Đây là dòng cân BSG, dòng cân 200g bền nhất. Và nếu anh chị nào quan tâm đến cái cân có kích thước lớn, tiểu ly mini bỏ túi mà kích thước lớn, không bỏ túi vừa đâu anh chị, cái này bỏ túi áo sơ mi không vừa nha, nhưng mà bền, thì mình có thể quan tâm đến dòng cân Notebook 1108 này. Với anh chị nào mà đang cần mua cái dòng cân điện tử tiểu ly mini bỏ túi á, thì tới đây thì anh chị đã chọn được cho mình một cái dòng cân vừa ý rồi ha. Thì để biết giá của những dòng cân này thì anh chị cứ hãy Zalo nhanh đến số điện thoại hotline trên màn hình, đó là 0909899833. Vì sao vậy? Là vì video lúc này có thể là up cách đây 100 rồi, nhưng mà đến bây giờ thì giá là tốt hơn nhiều rồi. Thì cho nên mình cứ Zalo đến số hotline đi, thì cân tự Giao Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất ngày hôm nay anh chị ha. Còn những anh chị nào mà trong công ty xí nghiệp mà đang cần một cái cân điện tử để cân định lượng vải, để cân định lượng giấy, để cân hóa chất mà cần có độ chính xác 0.01g, thì đây chính là những dòng cân mà gần như là phổ biến nhất trong thị trường.
về cái dòng cân mà sử dụng trong phòng mô thích, phòng thí nghiệm ở trong phòng lab của công ty á. Rồi, chúng ta sẽ lần lượt nói về từng dòng cân ha. Đầu tiên, đây là dòng cân Sky, Yadava Sky V kép. Cân này sử dụng pin sạc anh chị ha. Giống như điện thoại mình thôi, khi nào mà hết pin thì mình sạc, còn pin thì mình xài. Nó có adapter đi kèm. Và có cái cân này có thể kết nối với phần với máy tính khi mà mình sử dụng một phần mềm nào đó, hoặc là kết nối với bảng đèn ha. Thì ai mà quan tâm đến dòng cân có độ chính xác cao 0.01g của Yadava Đài Loan thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến dòng cân Sky V kép này. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ quan tâm đến dòng cân KDTBAD. Cân này có đặc điểm nổi bật đó là có hai màn hình số phía trước và phía sau, cho nên là những cái nhu cầu cụ thể mà có liên quan đến người mua người bán á, thì anh chị sẽ thường xuyên chọn cái dòng cân này, tại vì màn hình phía trước là người mua thấy, màn hình phía sau là khách thấy. Và quan trọng hơn cả là cân này có đường viền vàng, cho nên một số tiệm vàng, một số kinh doanh cầm vàng thì anh chị cũng sẽ ưu chọn cái dòng cân này hơn. Cân này cũng sử dụng pin sạc anh chị ha, hết pin thì mình sạc. Còn đây là cân điện tử AND của Nhật, HT120, 120g, 0.01g. Trong lĩnh vực cao su thì chắc anh chị sẽ không xa lạ với cái mẫu này. Tại một số anh chị mà đi mua mũ trong rừng cao su á, không có nguồn điện, không có điện lưới 220V á, thì mọi người hay chọn mua cái dòng cân này. Tại vì một đặc điểm quan trọng đó, cân này nó có cái hộp nhựa. Mỗi khi mình đóng hộp nhựa lại là tất cả cái cân, từ đĩa cân cho tới bàn phím cho tới màn hình, nó được bảo vệ rất là an toàn. Mình có thể bỏ trong ba lô túi sách mà đi vô rừng cao su mình mua mũ rất là an toàn luôn. Và cân này sử dụng pin tiểu anh chị, cho nên mình không có lo là cân có còn pin hay hết pin. Mình chỉ cần dự phòng vài cục pin thôi là mình sử dụng được, công việc của mình nó trôi chảy, nó thuận lợi và không cần phải lo lắng nhiều. Rồi, như vậy là với ba cái dòng cân mà có độ chính xác cao 0.01g, được sử dụng phần lớn trong công ty xí nghiệp hay là những cái nhu cầu mua bán cần độ chính xác cao, thì anh chị hãy nhớ ngay đến dòng cân Sky của Yadava Đài Loan ha, hay là dòng cân KDTBAD màn hình LED đỏ, hai màn hình số phía trước với sau, hay là dòng cân AND của Nhật HT120. Rồi, để biết giá của ba dòng cân này thì anh chị cứ hãy Zalo nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình. Cân điện tử Giao Phát sẽ có những anh chị ở bộ phận kinh doanh sẽ báo giá tốt nhất của ngày hôm nay và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Và xem xong video này, anh chị cảm thấy video này nó hữu ích, nó mang đến cho anh chị nhiều cái thông tin hữu ích về cân điện tử có độ chính xác cao 0.01g, thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay là nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ cân điện tử Giao Phát anh chị nha. Một lần nữa, kênh điện tử Giao Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian tham khảo video này. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.